Em chào anh chị em, hôm nay ngày mùng 8 tháng 3 em xin chia sẻ với anh chị em một ít cái tem này. Đây là những cái dàn tem mà em gỡ trên áo ngày hôm qua anh em. Em bán cho anh em bán tem lẻ ha. Em lên bộ tem, anh em lên áo áo túi chéo, áo 10-65. Đây là pháo binh. Cái này là pháo binh nha anh em. Cái này là tem pháo binh này, ở nằm bên vai á, bên này cũng bên vai luôn. Anh chị em may dùm em hai cái ở bên vai ha. Em đặt như vậy khó đặt quá. Còn bên này cũng một cặp vai nữa này. Anh này vai hơi bị dày luôn cho nên là nó khó. Rồi bên này là cái cặp vai này, cái này qua đây. Đấy, cặp vai ha anh em. Đây là cái cặp vai này. Còn cái này là nằm bên này. Em quay một lượt hai cái máy cho nên nó hơi khó. Nó hơi khó đối với em ha. Đây, hai cặp vai nha anh em. Hai bên vai là nó chơi nguyên cặp vậy này. Ba gỡ cái này ra cho cả. Em quay vì cái này không quay được màn hình sau cho nên là nó hơi khó. Đó, còn đây là hai cái ve cổ này. Đây là hai cái ve cổ ha. Trên này US là nhớ ở bên tay trái nha anh em. Ủa cái này không có ấy à ta? Không có tên à ta? Rồi. Ai chốt cái bộ tem này lên giùm em là 490.000. Gồm 2 4 6 8 cái ha. 8 cái tem nha anh em. 8 cái tem. US Army đây ha. Đây là cái tem này này, em cũng thanh minh với anh em luôn là vì em gỡ trong áo ra. Tem rin cho nên đang còn chỉ lông chỉ nó đang lù xù ra đây ha. Rồi, ai chốt lên giùm em 490.000 nha anh em. 490.000 bộ tem này ha. Quay bên này chén cái máy này cho anh em dòm phát này. 490.000. Nói chung là em đang còn rất là nhiều cho nên là nếu mà quay video thì nó hơi bị lâu. Em chỉ chia sẻ với anh chị em một chút như vậy thôi ha. Rồi cảm ơn. Em tiếp tục công việc của mình với ngày mùng 8 tháng 3. Em xin phép chào nhé. Rồi ai chốt bộ này thì lên giùm em là 490.000 nha anh em. Bà sửa giùm mẹ cái chữ đó. Cái bộ này anh em có thể lên satin này. Lên áo satin này, áo túi chéo này, áo 10-65. 10-65 thì bỏ cái cặp này ra này. 10-65 là phải nên bỏ cặp này ra. Bỏ cái này vào. Đó. Nếu mà lên 10-65 thì như vậy là đẹp này. Ok ha. 490.000 sửa cho nợ đặt. 2 4 6 8 cái tem nha anh em. 490.000. Em lên tiếp này. Em lên tiếp cái bộ này là 320.000. 320.000. 320.000 là mấy cái cặp này lên áo 10-65 ô liu là đẹp này. Đó, hai cái cặp vai nha anh em. Đây là hai cái cặp vai này. Quá đỉnh rồi. Hai cặp vai. Trên này là đại úy hai cái cổ này. Hai cổ, hai đại úy. Hai cái tem tên. Trùng màu đẹp tuyệt đối luôn. 320.000 ha anh em ha. Ai chốt cặp này lên cho em 320.000. Rồi em lên tiếp một cái pháo đoàn 1 à. Tiếp một cái cờ. Ai mà có 10-65 rồi hay là thích lên satin hay là túi chéo, lên một cái cặp này thôi này. Hai vai ha. Đó. Cờ là nằm bên tay trái luôn anh em. Pháo đoàn 1
Rồi, ai chốt cặp này lên giùm em là 310.000, 310.000. Chốt cặp này giùm em 310.000, bởi vì cái con này rất là đắt này. Con này với con ó đắt lắm. Cho nên không có đồng giá được nha anh em. Chốt hai cái này lên 310 giùm em. 310.000. Rồi, tiếp cái cặp tem này nha anh em. 351.000 ha. Tem này anh em lên đồ gì cũng được. Bữa nay em lấy toàn tem VIP không à. Lưu ý giùm em là mấy cái áo em bán hồi nãy em hôm qua em gỡ ra cho các anh á. Đây, cũng cặp vai luôn ha. Áo 10-65 ô liu này. Cặp vai này. Đẹp không? Nguyên cặp vai này. Cái này em gỡ nguyên cặp là cho nên là cái chữ chữ tên và tuổi của nó trùng màu luôn ấy. Rồi, đây ở trên cái túi này. Còn đây là hai cái vê cổ này. Đó. Ok. 357 cái tem. Rồi, ai chốt nguyên cái bộ này lên cho em là 351.000. 351.000 nha anh em. Chốt cho em mã 351. 351.000. Rồi em lên tiếp một bộ bộ sa mạc. Ai có M65 sa mạc này? M65 sa mạc này 480.000 ha. 480.000 này. M65 sa mạc nha anh em. Đây là hai cái vê cổ ha. Hai cái vê cổ ha. US này. Sa mạc nha anh em. Áo 10-65 sa mạc hay là anh em lên áo sa mạc thì tùy anh em. Còn đây là cái vai này. Vai này thì phải có em để nó hơi lủng bùng chút. Rồi, đây là hai vai. Ok ha. Vai trước và cái cổ. Rồi, ai chốt cặp này lên giùm em 480.000 nha anh em. Cái này sa mạc và multicam là rất đắt à. Nó đắt chứ không giống như tem thường đâu. Rồi, em lên tiếp một bộ multicam này. Multicam mà tem dán nha anh em. 451.000. Multicam mà tem dán là nó khác với cái tem may à. Ừ, sau nó có cái miếng dán này. Đó, miếng dán ha. US. Đó, một cặp. Còn cái này là nó nằm ở ngay giữa ngực này. Em xịt lên đây cho anh em dòm thấy ha. Này nó nằm ngay giữa ngực. Cái này là hai cái túi. Bên này hai cái túi này. Hơi bị định luôn ấy. Xịt qua bên này chút cho bên này chật mất. Đó. Này hai cái túi. Này nó dính nha. Nó giãn cho nên là đúng cái là nó dính à. Rồi, còn này là cái cờ vai ở bên trái ha. Hơi bị định luôn. Ngực. Này vai nha anh em. Hai bên túi này. Cái này nằm ngay giữa nút cài giữa ngực mình, giữa cân tim á, giữa trái ngực bên này và trái ngực bên này. Đây hai cái túi. Rồi, ok. Ai chốt nguyên bộ này là 2, 4, 6 cái tem. 450.000 ha. À, 51.000 ha. Lên giùm em mã 451 nha anh em. Anh em lưu ý mua đồ là phải ai muốn mua sớm nhất thì phải gọi chứ đừng có nhắn tin ha. Nhắn tin là thường là chốt sau cùng. Vì em luôn chốt hàng toàn anh em. Con tránh nhà con. Anh em gọi không thì người ta gọi lúc nào cũng phải đi trước hết á. Mình ấn. Cái này là vai nha anh em, cờ này hơi to này. Anh em thấy cái cặp cờ này nó từng này mà cái cờ này nó to lên như thế này là biết nó to như thế nào ha. Cờ đại luôn á.
mình ăn ra ngoài cho mẹ làm việc con. Rồi con này là chỉ có một cái tem US thôi, còn tem tên nó không có. Thì em gỡ nó nguyên bộ như thế này thì em bên này vai nha em. Nhờ em xếp bộ như thế này. Đây là vai bên con ó, bên cái cờ. Ok không? Và đây là tên. Cho nó xuống một chút vì nó hơi cao. Đó, hai vai ha. Ở bên vai cặp này sao nhiều thế? Cặp này nó thừa mất rồi. Cặp này thì bên này là ông này ông chơi như thế này này. Cái cờ nằm trên và cái này nằm dưới. Còn cái này nằm dưới thì con ó nằm trên. Tức là vai của nó là thành hai cặp. Hai vai và tên. Còn cái này là cái bằng nằm trên cái tem. Còn đây là hai cái vê cổ này. Ok. Anh em dòm vậy có thấy rõ không à? Em quay qua quay lại cho anh em nhìn thấy à. Rồi hết nha anh em. Ai chốt một bộ này là mấy cái? 2, 4, 6, 8 cái. Chốt cho em 441 ngàn ha. Lên dùm em 441 nguyên bộ này nha anh em. Rồi em lên cho anh em một bộ ACU này. ACU anh em có M65 chưa này? Tem bữa nay hơi bị VIP luôn á. Anh em mà lên đồ VIP là mấy bộ này là hơi bị đỉnh luôn. Đây. Đại úy, thiếu úy. Nghe hai cái vê cổ nó to như con bò. Hả? Ngắn hả? Đây. Cái bằng này. Trời chào ơi, cái bằng, anh em nhìn thấy cái bằng không? Trời ơi, hơi bị đẹp luôn. Đó. Mà sao cái vê cổ, cái này là miếng dán ở ngay ngực. Cái này là miếng dán nằm ngay ngực nha anh em. Chứ không phải hai cái vê cổ đâu. Nằm ngay giữa ngực, có miếng dán ở ngay chỗ ngực. Giữa hai cái vú á, hai cái vú hai bên thì nó nằm ngay giữa. Đó. Gồm 2, 4, 5 cái. Tem này hơi bị đỉnh luôn. Lên con áo M65 ACU là hơi bị VIP. Ai chốt bộ này lên dùm em 259 ngàn. 259 ngàn. Đẹp quá. Em thấy mấy cái bằng dù này là thôi rồi. Mấy con này bình thường mà em bán một con không là được 150 rồi đó. Rồi em lên tiếp một cái cặp này nữa nha anh em. Anh em lên áo M65. Bữa nay toàn tem áo M65 với áo satin vậy không? Rồi hai cặp vai này. Vai đại luôn á. Chưa? Lên như thế này ha. Đó. Một cặp vai đại này. Tem này là US Army tem lụa nha anh em. Tem lụa ha. Em gỡ đang còn chỉ e tua đây này. Đó. Nó còn chỉ sơ sướt đó. US Army này. Với cái này là tem bằng dù chứ không phải lụa. Một cặp. Còn cái này thừa. Cái này thừa. Cái này vai đủ rồi. Đấy, cái này thừa bỏ ra. Rồi, ai chốt cặp này lên cho em 255.000. Lên cho em mã 255 ha. Bộ này rất là đầm tính này. Anh em nào có tuổi không màu mè thì đơn giản như thế này thôi. Chỉ có đơn giản như vậy là lên con áo đã đẹp lắm rồi. 255 nha anh em. Em lên tiếp một cặp này nữa này. Lên cái cặp mấy bộ tem VIP lên riêng. Liên tiếp bộ này này. Này cờ này lấy thì màu này nha anh em. Cái này là em cắt, em gỡ ra không được. Em đưa em cắt nguyên cả cái áo luôn này. Vì phục vụ anh em mà em cút. Cút là
bay nguyên con áo hy sinh luôn rồi đấy. Đây là hai tem ngực nha anh em, may hai tem may trên túi á, may vào hai cái túi áo 1065 ấy. Đây hai cái vê cổ chủ, hai cái vê cổ hơi bị đẹp luôn, hai con vê cổ này, vê bự vê đại luôn ha. US Army. Rồi hai cái vai này, cặp vai nha em, đây là một cặp vai ha, hai cái vai hai bên này, hai cái vai này có cái cờ này thì anh em may cái vai này xong chơi cái cờ nằm trên vậy này, em dòm thấy không? Đó, em xếp như vậy anh em dòm thấy không này? Đây là hai cái vai ha, còn cái cờ mình cho nằm trên cái cờ một chút vậy này. Vậy thôi. Đây là hai cái túi, đây là hai cái vai, và trên cái vai là một cái cờ, đây là trên hai cái miếng túi, và đây hai vê cổ. Ok, ai chốt bộ này lên cho em là 454.000, 454. Tem của em là tem rin ha, tem này em anh em cứ yên tâm mà mua, vì em gỡ trong áo hôm qua em sổ cho anh em lô hàng lao động đó, chứ không phải anh em mua cứ yên tâm, đừng có sợ mua hàng tái bản nha. Vì nói đúng ra thì tem này anh em mua có thể là cái giá của hàng tái bản nó cực rẻ luôn, mà nó cũng làm y chang như thế này luôn á. Xưa phong binh 3 này, hồi nãy có phong binh 1, hay anh em còn gọi là sư đoàn 3. Đây, cái này là 401.000 anh em, 401.000. Này hai cái vai này. Nói chung là nói đồ chứ anh em còn rành rọt hơn em, chẳng qua em nói thì em nói vậy thôi chứ. Anh em nghe được thì nghe, không nghe ai biết rồi thì đừng có nghe nè. Đấy. Một cặp cổ này, cặp ngực này, vai hai cái này. Rồi, ok. Ai chốt lên giùm em 401.000. 246 cái ha. Sư đoàn 3 này hơi bị đỉnh luôn này. Pháo binh. Pháo binh 3. Đợt này có mấy cái cờ thôi, bình thường không có cờ. Rồi em lên cái bộ này là của Multicam. 430.000 nha anh em. Multicam này lưu ý giùm em là tem dán này. Em dán ở đằng sau ha. Đây, Multicam là cực hiếm luôn, không phải khi nào có đâu anh em ạ. Mà nó đắt. Cờ cũng dán luôn ha. Cờ thì nó nằm bên vai này. Cờ vai trái, US cũng bên tay trái nha anh em, may lưu ý giùm em ha. US ở bên tay trái, cờ cũng bên tay trái. Cái này là nằm ngay giữa ngực. Hai cái này là nằm hai bên vai. Đây, tia sét nằm bên vai anh em. Rồi, ok. Ai chốt bộ này lên giùm em 430.000. 430.000 anh em. Rồi. 430.000. Rồi em lên tiếp một bộ nữa nha anh em. 368.000 này. Bữa nay bình thường em live trực tiếp, nhưng mà bữa nay ngày lễ thay vì được nghỉ thì like từng cái như vậy để cho nó gọi là nghỉ, gọi là nghỉ, đối với em là nghỉ. Hai cây đại úy đẹp không? Wow, nhìn cái nút thăng này là thấy mê. Hai cặp vai này nha, hai cặp vai nha, hai cái vai này, vai bự luôn. Một vạch, hai vạch, ba vạch, năm vạch, hai vai hai cái túi nha, hai vai hai túi. Con này US Army Fox. Rồi, ok. Ai chốt bộ này giùm em là 2467 cái. 368.000. Chốt lên giùm em mã 368. 368.000. Nguyên bộ này 300 mấy thì bận mệt nghỉ.
lên bộ áo nó vừa nó giá trị vừa nó lộng lẫy nữa. Em lên một bộ này 490 ngàn này. Bộ này anh em nhìn thấy cồng kềnh chưa? 490 ngàn ha. Bộ này là hơi bị nhiều tem này. Chắc phải là 11 cái. Cái cặp vai nó bự nha anh em. Cặp vai này. Lên cái cặp 10 số 5 là cái cặp vai này nó em để một cái ra thôi nha. Chứ nhiều quá nó chật cái màn hình. US. Đó. US này, cái này hai cái túi. Cái này là nó ở dưới túi luôn nha anh em. Hai cái túi ấy, túi là cùng máy này ha. Này là hai cái cổ này. Tại úy này là nằm ngay cái cổ này. Này để em kéo xuống nha anh em này. Đây là hai cái túi. Hai bên túi. Cái bằng dù này nó nằm ở đây chứ. Đây. Đây. Và lên đây. Đó, hơi bị nhiều luôn, nhiều chức luôn. Đây là hai cái V cổ này. Đó, anh em may căn giữa hai cái chữ US này ha. Chia đôi cho nằm giữa đây này. Rồi may lên. Đó, may lên vậy giùm em. Hai cái vây cổ hai bên. Ok không? Nguyên bộ tem hơi bị đỉnh luôn. Rồi, ai chốt bộ này thì lên giùm em 490 ngàn. Hai cái, bốn cái, sáu cái, tám, mười, mười một cái. Nguyên một bộ. Nguyên bộ combo của nó em gỡ nguyên bộ là em quất nguyên bộ luôn. Rồi em lên tiếp bộ này là 450 ngàn ha. 450 nha em. Này cặp vai này. Vai này là có 3 vạch thôi. Vai 3 vạch. Đây là US này. Cho cái này lên trên vì hai cái túi nữa này, nó có hai cái túi. Hai cái túi, còn đây là nằm trên cái tem này, không có vé cổ hả. 2 4 6 7 cái. Ai chốt bộ tem này lên giùm em là 450 ngàn. Có trùng mã không trời, hồi nãy giờ có con nào 450 không ta? Ra có ai kêu vậy. 450 ngàn bộ này nha anh em. Cái này là may trên cái chữ US này. Rồi ok. Em lên tiếp bộ này là 350 này. Hình như 350 hồi nãy có một cặp rồi phải á. Nếu mà trùng cặp rồi thì em xem sao. Còn cái này là chốt cho em 367 ngàn ha. 367 ngàn này. Anh em xem bộ nào phù hợp với mình rồi chốt nha anh em. Mà xem kỹ trên video rồi là hẳn chốt mã chứ đừng có kêu em chốt chụp nữa nha. Vì em mở ra nó rất là khó, em quấn lại này. Đây hai cái tem vai nha anh em. Con này đẹp quá. Đây là hai cái túi này. Hai cái túi, hai bên túi. Đây hai cái túi nha. Ủa đây cái túi nữa. Ừ cái đó vai chứ. Cái này là vai chứ. Cái này là mấy túi này. Cái này cho qua vai đi. Bên vai nha em. Rồi. Tới đây là US Uniform. Anh em thấy không? Cái tem em gỡ còn chỉ nó lướt tưa lướt tướt đây này. Anh em để nguyên hiện trường nha. Vì anh em tự xử à. Anh có kêu là con Trâm nó lấy hàng ở đâu, nó bán đâu phải trên tem. Rồi ok. Em bán bộ này với giá 367 ngàn anh em. Ai chốt bộ này thì lên giùm em 367 ha. Đọc mã cho em và alo cho em nha. Đừng có nhắn tin ạ. Anh em nhắn tin thì người trước người ta chốt mất rồi thì lúc đó đừng này làm gì hết. Đừng này còn nhiều mà chia đôi đó. Chia đôi chứ.
không đủ đâu. Thì mẹ cứ like ba khui hàng về thì đã về thì cứ về được chứ. Bây giờ làm một cái video mà hai thành hai video à. Mất công. Ủa cái cặp này đẹp quá. Cặp này vào 10 số 5 mới kiểu này. Nó dài họ xem một video luôn chứ còn mà ra làm hai video họ không biết là video nào để bảo luôn đó. Rồi một cặp tem đẹp nữa nhé. Lấy thì mình xong rồi này. Cái cách ra họ có da họ có biết bộ nó tròn. Rồi anh em này, hai cái này là hai cái vai ha. Hai cái vai. Con này cặp tem này mới đỉnh này. Nó mới cứng luôn. Nó mới tiện luôn. Rồi, cái này 300.000 nha anh em. Chốt giùm em cặp này 300.000. Lại chút cho nó xong. Em làm một cái video tem không để anh em xem chia ra làm nhiều video em còn làm video khác nữa. Rồi cái cặp không quân này thì 230.000. Không quân này thì có cặp vai này. Hai cặp vai. Em làm video dài quá anh em có xem được không? Hay là ngắn thôi? Đấy. Ok. Vậy ha. Cặp vai, cặp ngực. Mới có 26 phút. Ngực dài khổ quá, khó lừa. Ai chốt cặp này của áo không quân này lên giùm em là 230.000. Lên giùm em mã 230 ha. Hà Lĩ 230.000. Rồi em lên tiếp một bộ tem nữa nha anh em. Tem này là 303.000 này. Một cái cờ nha anh em. Một cái cờ này ở bên vai ha. Cờ này ở bên vai. Cái này sầu thừa vai rồi. Cái này cũng bên vai này. Hai cái hai vai này. Đây là tem lụa nha anh em. Một cặp tem lụa rất là ít khi có luôn đấy. Rồi. Một cặp tem lụa. Cái này là hai cái vê cổ này. Thiếu ý. Vê cổ anh em thấy không? Ở nước ngoài không giống như Việt Nam. Việt Nam mà lên ở chức thiếu úy là phải nguyên cặp cổ luôn. Còn bên Mỹ là nó lên từng bậc. Vê bên này thì lên từng bậc xong đủ rồi nó lên cặp từ sau. Chứ không phải như Việt Nam là nhảy lần một bậc, nhảy lần là hai bậc. Vấp té chân luôn á. Rồi ai chốt nguyên bộ này giùm em là 303. 303.000 ha. Rồi em lên tiếp bộ này 200.000 này. 200.000. Em lại nhanh cho anh em một chút nè. Một cặp vai này. Một cặp cái này là trên ngực và này. Cái này gọi là bốn cái tem. Rồi ok, ai chốt bộ này lên cho em là 200.000. 200.000 bốn cái. 200.000 bốn cái. Em lên tiếp một bộ bộ này nữa là 350.000. USA này. Nó trùng màu đẹp không? Chữ màu đen hơi bị nổi luôn nha anh em. Cái này là cũng thiếu úy luôn. Thiếu úy ở trên này là của thiết giáp. Hiểu không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái tem thiếu úy là dựng lên nha anh em, đừng có may ngang nha. Còn cái này là nằm trên trên USA này, cái bằng dù nằm trên còn đây là cái vai nha. Hai cái vai này anh em. Hai cái vai ha. Lưu ý giùm em hai cái vai này. Ai chốt bộ này 350 giùm em ha. 350.000. Cái này là hai cái vai nha anh em. Đó, đây hai vai cổ. 350.000. Em lên tiếp một bộ sa mạc này. 239. 239.000 nha anh em.
sa mạc USA này. Đó, cái bằng 2V cổ thôi. Chừng đây là đủ rồi. Ai chốt bộ này lên cho em là 230. Ủa, cái này 239 hồi nãy có rồi. Đây này, 230.000. Này 239.000 nha anh em. Bốn cái này 239.000. Lên tiếp anh em một bộ không quân nữa này. Bữa nay tha hồ anh em lừa luôn á. Bữa nay là bữa cuối cùng của tem ha. Bữa nay em hết tem rồi đấy. Nay hàng về là không có khui tem được nữa này. Bộ này là 280. Bộ không quân này anh em. Bộ không quân này. Đó, một cặp vai chà bá luôn. Cặp vai này đại ca luôn đấy. Tên này US Army Force này. Và cái này. Rồi, ai chốt bộ này lên cho em 280. 280.000 anh em. 280.000. Tiếp một bộ của không quân nữa này. Bộ này cặp vai cái đó hơi bự, còn cái này nhỏ hơn chút này. Bộ này hơi nhỏ một chút là 260. 260.000 ha. Cái cặp vai này nó gọn gàng hơn chút này. 260.000 nha em. Chốt cho em 260.000. Rồi. Hình như ai gọi điện hoài ấy bác. Bác chạy ra lấy điện thoại đấy. Chuyện quá rồi. Rồi em lên cái bộ hải quân này anh em. 200.000. Hải quân ha, hải quân biển ha, hải quân của Mỹ á. Cặp này thì 2V cổ này. Ừ, 2V cổ này. Cái này là bằng này. Bằng trên ngực. Quá chừng luôn. Đây, US Army anh em. Rồi. Cái này bên vai này anh em, bên vai. Ai chốt bộ của hải quân này lên giùm em 207 đi. Hình như hồi nãy em có một bộ 200.000 rồi thì phải á. 207 em lên để cho lệch mã để cho nhớ thôi nha anh em. Chứ cũng là giá tiền đấy à. 207.000 ha. Ai chốt bộ hải quân này lên cho em 207.000. Ok. Rồi em có cặp Canada này anh em. Có một cặp này áo Canada áo gì béo Úc á. Anh em có xài béo Úc bao giờ chứ rồi. Áo béo Úc nè. Cái cặp này trên cầu vai á. Ở trên này nó chui ống vào đây này. Chui cái cầu vai vào đây và xỏ qua hai cái cầu vai của mình á. Rồi ai chốt cặp này lên giùm em là 150.000 ha. Một cặp này này. Bèo Úc nha nha. Bèo Úc 150.000. Rồi em lên tiếp. Cặp tem này là 178.000 này. Rồi 178.000. US Army mà màu xanh đen. Màu đen nó nổi. Rồi cái này là hai cái bên vai nha em. Được có hai cái vai. Và tem tên. Chốt cho em 178.000. 178.000 anh em. Em lên tiếp một cặp không quân nữa. 260.000. Cặp không quân thì gồm có hai cái bằng. Hai cái bảo vai này. Hai cái bảo vai ha. Sao xuống điện rồi. Hình như súng pin à. Đây hai cái vai nha anh em. Còn đây là tên và ấy này. Rồi ai chốt bộ này lên cho em 260.000 ha. Cái này hai cái này, hai bên vai ha. Cái này hai bên ngực. Và này trên túi à, trên cái tem. Ôi. Hồi chữ hàng quá hả. Pin yếu rồi. Rồi ok, hàng về nữa anh em ơi. Hàng về em phải đi
đi lấy tiền để trả tiền cước. Lấy tiền mấy trăm ta? Mỗi bao phải 600. Này được có 200 mét, chờ chút đi vào lấy đi. Đi lấy đi, đứng đổ đăng, gọi đăng khúc sau rồi đó. Anh em chờ em chút nha. Em sẽ đăng cái lô này anh em chốt rồi, cái lô kia em sẽ đăng sau ha anh em ha. Chờ em một chút, em sẽ quay hàng về cho anh em xem này. Anh em mời anh em đi vào đi ấy chúc vào, em quay hết hết cái lô này luôn, mất công mình lên một lượt sắp hết pin rồi hàng về, cho nên em phải đi ra vừa mới đi lấy tiền để trả cho họ bán hàng, nhưng mà vẫn quay hàng luôn. Đây hàng về ngay trước cửa luôn này anh em. Thì anh em ủng hộ hết rồi là em sẽ quay đồ hàng mới tiếp nha. Đây, xe nó tới nó đổ cái là nó đi ra mất rồi. Anh em chờ em chút nha. Lúc em vào em like tem tiếp cho anh em. Vào làm tiếp nha anh em. Hàng về thì có hàng mới rồi đó. Giờ mình đi vào live tem tiếp. Hôm qua anh em này, hôm qua là ngày mùng 8 tháng 3. Cái báo hàng này là hôm qua anh em chốt. Buồn quá. Hôm qua anh em chốt cái lô hàng này này. Ngày hôm qua thì ngày mùng 8 tháng 3 chắc là bưu cục người ta cũng nghỉ ăn mùng 8 tháng 3 cho nên hàng chưa có đi được ha. Cho nên là chiều nay em mới cho đi được. Chắc người ta lo ăn bình thường 4 giờ chiều là Viettel vào nó chở hàng, mà bữa nay thì em thấy lạ lắm, chưa thấy vào là chắc ba nghe điện thoại dùng cho cái mà. Đây là con gái của em này. Nó 20 tuổi rồi nhưng mà bé lại bị bệnh nha mọi người. Rồi, ta vào like tem tiếp anh em ơi. Mẹ ơi. Ơi. Đây, cái vào cái đống hỗn độn của em này. Mẹ. Tiếp tục em like tiếp hả? Mẹ. Xong. Mẹ mua nhẫn cho con đi. Mua nhẫn hả? Nó đòi mua nhẫn này anh em. Em đồ sida em có lượm được một cái nhẫn này này. Nhưng mà cái nhẫn này lại không có mắt, không có mơ, không có mặt nữa. Đi đưa mẹ. Đưa mẹ mẹ quay cho các bác có bác nào lấy không. Đi đi. Đưa đây nhanh lên. Đây, cái tay của em đeo vào thì nó to sùng sình này anh em. Nó to lắm, phải tay đàn ông ha. To nhưng mà cái mắt của nó thì mất rồi này. Mẹ. Con ra kêu ba lấy dùm mẹ cục sạc ấy. Cái điện thoại này hết pin mất rồi. Cái này này nó màu vàng vàng anh em. Ok. Em cho anh em nhìn kỹ cái chỗ này. Đó, cái này là của lính. Của lính ha. Anh em nhìn thấy cái chữ trên trên cái cúc không? Trên cái
hàng của lính không á. Ở trên cái vành này này nó có cái chữ, để em lấy cái kính ở đâu rồi em đặt. Đây. Đúng. À, cảm ơn nhá. Mấy xay lát với ít lát nó hết sạch bát, không còn cái nào nữa hết á. Anh em chờ em chút, em sạc thêm cái pin nha. Nó yếu pin rồi, điện thoại em hết pin rồi. Rồi em đĩa cho anh em cái nhẫn này luôn, nhưng mà anh em về mua thêm một cái đầu cái cục đá bỏ vào này, nhưng mà em thấy màu vàng vàng không á. Ba lấy cục 500 ta thử hít coi thử nó là bằng cái gì bác. Đây này, anh em thấy cái logo bằng con chim đại bàng, nó ghi US này. Ngay cái chỗ này là cái chữ US này, USA luôn ấy, của Mỹ luôn ấy. Này 500 thì hút nó chả có ăn nhầm gì hết, không có biểu hiện gì hết. Em thì không rành cái này cho nên là... Đây anh em nhìn thấy cái chữ US, USN đây không anh em? Đây này, USN. Còn đây là con chim cái neo ha. Đây là cái neo này anh em này. Bên này là một cái neo này. Đó. Một cái neo. Neo là của quân đội ấy. Còn trên này thì em đọc. Trên này em thử chấm cho anh em dòm có thể nhìn thấy được không ạ? Nó mờ quá phải không? Đó. Em quay từ bên này này, hình như nó ngược chữ hả? Đây, ta thể đọc từ bên này coi. Đọc như vậy nó có được không ta? Đó. Toàn gạch La Mã không à? Nói chung là em móc ở trong cái túi quần áo á, thì em lượm được cái này. Nhưng mà không biết cái này là cái gì luôn á. Biết là cái nhẫn nhưng mà để mình coi ở bên trong này có cái chữ ký hiệu gì không mà. Trong này không thấy ký hiệu gì hết rồi. Anh em nhìn trong có thấy không? Em thấy ở trong này cũng không thấy cái gì hết. Rồi, nói tóm lại là nó là của lính. Đây cái neo đây ha, USN này, chữ U này, SN này. Rồi qua đây thì cái con chim đại bàng này, USN luôn. Ok à, giờ em bán cái này. Một được hai mất, anh em mua về vừa mang biểu tượng đồ lính này. Anh em đi ra tiệm vàng kêu nó bỏ vào một viên đá ở đây nữa là hơi bị đẹp luôn. Thì chốt cho em con này. Một là vàng, hai là đồng hay gì em không biết. Nói chung là em không biết cái này là cái gì hết. Nhưng mà nó màu vàng như thế này 500 cũng không hút. Thì em bán đại nha. Chốt cho em 1 triệu. 1 triệu nha anh em. Cái này là cái neo. Cái neo là của lính đấy rồi đó. Cái này cũng biểu tượng của lính hết rồi đó. 1 triệu nha anh em. Một được hai mất. Rồi ok. Kể em khui được cái gì là em bán hết cái đấy ạ. Rồi tiếp bộ tem này nha anh em. Em lên bộ tem này thì giá 308 ngàn. Cái nhẫn đó là em lôi ở trong em móc tem rồi thấy nó nằm ở trong túi cho nên là bán luôn. Rồi hai cặp tem cổ ha. Nó mà vừa đừng hòng em bán. Cái nhẫn đó em mà đeo vừa là em lụm luôn, mà nó to, của đàn ông bự lắm. Rồi cái này là tem lụa nha anh em. Tem lụa ha. Đây hai cặp vai này. Cặp vai. Ok. Ai chốt cặp này lên cho em 308 ngàn. 308 ngàn ha. 6 cái tem. Ta lên tiếp cho hết tem rồi mà nghĩ chứ cứ lèm bèm tem này với tem kia. Đồ nào cho ra đồ đấy. Rồi cái bộ này là 215 nghìn.
Bộ này 215.000 ha. Bộ này thì hôm qua ông anh nào kêu em lừa cái bộ tem đầu tiên mà lừa cái tem tròn tròn mà em quên mất tên rồi. Bây giờ người ta chốt xong rồi tìm lại ông anh em quên mất tên rồi ạ. Anh em mà đang xem video thì gọi lại cho em cái nha. Rồi hai cặp tem vai nha anh em. Hôm qua mà đang gọi con em nó lè nhè nó khóc à. Kêu là chọn tem tròn đây. Rồi. Ai chốt 5 cái tem này lên giùm em là 200 mấy? 215.000 ạ. 215.000. Anh gì vậy? Anh gì bữa hôm lấy em một bộ tem để may may áo túi chéo với áo ấy à. Đây. Cái cặp này á thì của Multicam. Nhưng mà không US, không, chỉ có tên của Mỹ thôi. Nhưng mà em gỡ trên một cái áo ra. Ai chốt cặp này thì lên cho em là 189.000. 189.000, cặp này là 261.000 nha anh em. Cặp này 261.000. Trùng màu tuyệt đối luôn này. Một cặp ngực này. Cờ. Cờ vai ha. Đây là hai cái vai này. Hai cái vai, con này sư tử ha. Hai cái vai. Rồi cái này là bằng. Ok. Ai chốt bộ này lên giùm em là 261.000. 261.000 nha anh em. Anh em lưu ý giùm em là cần mua thì muốn được mua được thì phải mua, gọi điện nhanh, đừng có nhắn tin. Nhất là có một số anh em còn nhắn tin qua số điện thoại mới đâu à. Em Zalo em chưa có đọc được, chưa nói gì là gọi điện em chưa bắt máy kịp, mà huống hồ gì nhắn tin qua số điện thoại. Chắc từ hồi bán giờ em không có thời gian để đọc tin nhắn ở trong số điện thoại luôn á. Cho nên anh em comment ở dưới là một, gọi điện gấp liền giùm em số điện thoại 0911337139. Chốt cho em bộ này 247.000 ha. Hai bông mai với cổ. Anh em muốn chốt được thì cứ phải là nhanh tay. Rồi em lên một cặp. Bộ này là 250.000. 250.000. Hai cặp với cổ này. Cái này cặp tên. Cặp tên. Cái này vai nha anh em. Chốt cho em 250.000, 5 cái. 250.000. Rồi em lên một cặp hải quân này. Bộ tem hải quân nha anh em. Bộ này là 150.000 của hải quân ha. Hải quân này nó màu vàng, nó mắc hơn màu trắng nha anh em. US Army và cái này là vai US Naval. Chốt cho em 150.000. Rồi tiếp một cái cặp này nữa là 275.000. 275.000 thì cái này là túi. Và cái này là vai. Đây là cũng vai. Và cái này là túi. Túi vai. Và đây là tem lụa nha anh em. Cặp này là tem lụa. Tem lụa này. Cái này em gỡ ra nó bị tước mất chút đây đây. US. Cái này là cái bằng. Rồi ai chốt bộ này lên cho em 275.000. Còn bộ này 180.000 này. 185.000. Cái này là hai cái vai. Hai cái vai và hai cái tem ngực. Hai tem ngực. Cái này nó ngắn hơn các con bình thường anh em. Cái này cái túi bề ngang nó hơi ngắn hơn bình thường chút. Chốt cho em bộ này 180.000, 4 cái. 180.000. Tiếp cái bộ sa mạc này 11.500 đi, chứ không nó trùng mã hồi nãy thì như 251.000.
251,5 đi. Không có là nó nhầm nha anh em. 251,5 là 250 đấy, nhưng mà em lên như vậy cho nó đỡ nhầm ha. Anh em viết 251,5 cho nó đỡ nhầm cái kim trùng cái mã 250. Rồi. Cái này là gồm có một cái cờ và US Army và tuổi, tên. Rồi, ai chốt 251,5. 251,5. Rồi lên một bộ không quân là 191 này. 191, cái mã là số tiền nha anh em. Mã là cái số tiền đấy. Hai cái tên này. Tên vật lính này. Hai cái vai. Rồi, ai chốt 4 cái này lên cho em 191.000. 191.000 nha anh em. 191.000. Rồi cái này là một này tiếp 192, cái đó 191. Rồi tiếp cái này 192.000 anh em. 192.000. 192.000 thì gồm có là một cái này vai này. Cái này cũng vai này. Vai này thì hơi bị điều chút là có hai cái vòng cung này. Cái vai nha anh em. Cái này cũng vai. Và cái này là tên. Rồi ai chốt 4 cái này lên giùm em là 192.000. 192.000. Đây nè ha. Cái này là 240.000 nha anh em. Bộ này là 240.000 này. Bộ này gồm có là một cái tên US Army Fort. Cái này nằm ở trên Army Fort, hai cái túi. Ok. Ai chốt bộ này lên giùm em 240. 240. Cái này 268 ha. 268. Hai trăm sáu mươi tám. Alo em nghe anh ơi. 268 này. Alo em nghe. 268 này. Rồi dạ, bộ này thì chữ màu xanh nha anh em. Dạ không em không có rồi. Cái này hai vai ha. Cái này một cái túi. Rồi ai chốt bộ này lên giùm em là 268.000 nhé. 268.000 nha anh em. Nói anh lỡ hứa rồi sợ quên cái mất lòng nhau. Em quên có mà em lại không nhớ anh đặt nữa, em lại không báo được cho anh rồi sợ mất lòng. Lên bộ này 227.000. 227 nha. Khổ quá anh em thông cảm đi, vì bán hàng là các anh mua có một vài shop, cùng là 10 shop thì anh em mới nhớ được shop. Còn mà shop mà cả 5-6 ngàn anh em thì làm sao mà nhớ được anh nào dặn cái gì mà gọi. Cho nên là hứa thì hứa như thế thôi. Ừ là ừ, giả là giả đấy. Rồi, ai chốt bộ này lên giùm em 227.000 nha anh em. Mà đúng ra là không nên hứa, vì không nhớ được hứa rồi mất lòng anh em. Tốt hơn hết, anh em muốn mua đồ cứ thỉnh thoảng gọi hỏi có hay không thì chắc ăn. Chắc ăn là chắc ăn nhất, còn hứa là nếu mà giả là hứa lèo thôi chứ không phải hứa thiệt đâu. Cái bộ này là 187.000 nha anh em. Hai cái tròn bên vai này. Hai cái tròn và hai cái tên. Tên này nó kiểu nó bụp rồi ha. Cái tên này nó đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà hình như cái chất vải của nó bị nổ này. Đó, nhưng mà mấy cái dù này rin thì hàng rin này thì vô tư đi. 187 ai chốt lên mã 187 giúp em.
Em lên tiếp bộ này 250 này, hình như hồi nãy có 250 rồi á. Bây giờ em lại 250.07 cho nó đỡ nhầm nha. 250.07, 250.07 á. Đấy, 50.07 như thế này ha. Vì nó trùng là dễ tuốt lắm. Rồi con này là vai nha em. Cái này là nhất này. À, thiếu. Rồi cái cặp này mới kẽn luôn. Cặp tem này này anh em này. Nó mới kẽn luôn. Rồi, ai chốt bộ này lên giùm em 250.07. 250.07 nha anh em. Còn có 3 bộ, 4 bộ nữa hết rồi. Rồi bộ này 369.000. 369.000. Nó hơi dài video nhưng mà em muốn tem ra tem luôn, không có tem nó lặt vặt. Rồi một cặp tem này nó hơi ngắn một chút nha. Nè, có hai cái khẩu súng này. Này hai ve cổ nha anh em. Thiếu ý. Rồi. Ui dạ, đẹp quá. Đẹp quá. Cái này vai này anh em. Vai ha. Vai nha anh em. Chú ý giùm em cái vai nha. Rồi, ai chốt bộ này lên giùm em là bao nhiêu đó? Cái này gồm 2, 4, 6, 7 cái. Cái này là 8. Chốt cho em 369.000 nha anh em. Cho nó đỡ trùng mã nha. Rồi em lên tiếp bộ này là 252. 252. Bộ này thì cái này là vai này. Vip bọc. Cái này là vai ha. Bộ này cũng mới đẹp luôn này. Trùng anh em thường mua tem lẻ là có chuẩn bị nữa gỡ ra mà không trực tiếp ở trên ấy là nó hay lệch màu. Cái tên này với tên này lệch màu mà này trùng màu tuyệt đối luôn. Rồi ai chốt bộ này 252 giùm em. 252, đáng lẽ cái này em cũng tính một tem này nhưng mà 252, cái này 203 nha em. 203 này. 203. Cặp đỉnh luôn. Này hai cái cặp vai nhỏ xíu xíu đẹp không? Hai cặp vai nhỏ xíu xíu này. Rồi. Ai chốt giùm em 5 cái này. 203.000 ha. Lên giùm em mã 203 này. Rồi còn cái bộ này là 216.000 anh em. Bộ này 216.000. Rồi đây là cái túi nha, may trên cái túi này. Còn đây là hai cái vai. Hai cái vai nha anh em. Chốt cho em 216.000. Hai cái vai và hai cái túi. Còn một bộ duy nhất nữa anh em ơi. Một bộ duy nhất nữa thôi. Bộ này là em bán để anh em về sưu tầm lên đồ giá trị. Hai con đại bàng. Hai con ó à. Con ó này em bán đắt lắm này. Ó và cái sư đoàn 1 tới sư đoàn 3 là em bán đắt lắm nha. Rồi, ai chốt cặp này về lên áo túi chéo hay gì lên giùm em 400.000. Hai con. Cái này có cả cái chữ trên rồi. Em cảm ơn anh em á. Video nó cũng quá dài rồi này. Gần một tiếng đồng hồ luôn. Em cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Các chị em vui vẻ rồi. Các anh cũng vui vẻ ha. Em chào.